mở đầu cho chuỗi các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 vừa qua tại Đền Sinh. Lần đầu tiên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức ngày hội đọc sách lịch sử dành cho gần 2.000 giáo viên và học sinh các trường, trung học cơ sở trong toàn huyện. Ngày hội đã thành công tốt đẹp với nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa. Ban tổ chức đã trao nhiều giải A, B, C cho các nội dung tham gia, trong đó trường trung học cơ sở Mạo Khê 2, thị trấn Đông Triều, Tràng An đã đạt giải A toàn đoàn. 6 giải B toàn đoàn thuộc về các trường trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh, Hưng Đạo, Mạo Khê 1, Hồng Thái Tây, Hoàng Quế, Tân Việt và 14 giải C. Đặc biệt, tại lễ chào cờ sáng thứ Hai ngày 21 tháng 4, các trường tiểu học, trung học cơ sở, các trung tâm học tập cộng đồng trong toàn huyện đã đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam như phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường, triển khai xây dựng và phát triển mô hình thư viện trong trường học thân thiện, thư viện xanh với các hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với từng cấp học và ngành học. Các hoạt động ngoại khóa như giới thiệu các gian hàng sách trong trường, giữa các lớp học, giao lưu tọa đàm, kể chuyện theo sách, giao lưu giữa các nhà văn hóa, nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ, tổ chức bình, thơ, văn, thi xếp, sách nghệ thuật, vẽ tranh theo sách, phát động tổ chức phong trào, chương trình thu gom sách, ủng hộ sách vở, hỗ trợ các trường học vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn. Nhân dịp này, nhà giáo ưu tú Lưu Xuân Giới, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện đã tới dự lễ phát động và tặng gần 500 đầu sách các loại và vở viết cho thư viện, học sinh các trường trung học cơ sở Tràng An, Mạo Khê 2, thị trấn Đông Triều, Nguyễn Đức Cảnh.